Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Và hôm nay bên em về một sản phẩm mới nhất hiện nay của thương hiệu Boston Acoustic đến từ đất nước Mỹ vừa được trình làng tại Mỹ xong và hôm nay Việt Nam đã có hàng để giới thiệu với mọi người đó là một chiếc âm ly Boston Acoustic BA2250. Đó và đây là một chiếc âm ly tích hợp 3 trong 1 tích hợp micro kết hợp vang số và kết hợp công suất để chúng ta có thể vừa chơi nhạc hát karaoke vừa chơi nhạc và vừa xem phim rất là tiện lợi. Chiếc ly này thì đồng bộ micro, vang số và công suất, cho nên là chúng ta chơi nó không cần phải mất nhiều thời gian về phối ghép, đặc biệt là mức giá rất là hợp lý so với nếu như chúng ta phối ghép thông thường các cái uh, micro đẩy rồi vang với nhau uh, và sản phẩm này thì vừa mới được ra mắt với mức giá là 12 triệu 500.000 đồng hàng nhập khẩu chính hãng bảo hành một năm uh, thưa quý vị bạn và bây giờ thì xin mời quý vị và bạn chúng ta cùng nhau uh, khui ra và tìm hiểu chi tiết về chiêm ly này để chúng ta cùng uh, cân đối cân nhắc và chiêm ly này thì có mức công suất lên tới 300w trên một kênh phối ghép được hầu hết tất cả các loại loa cao kê trên thị trường từ bát uh, 20 cho đến bát 40 đều phối ghép rất là tốt thưa quý vị các bạn. Và bây giờ thì xin mời quý vị các bạn cùng báo hùng audio chúng ta khui sản phẩm mới nhất hiện nay của Boston Acoustic à, đó là chiêm ly đồng bộ micro vang số và công suất 3 trong 1 và với mức giá thành là 12 triệu 500 nghìn đồng hàng nhập khẩu chính hãng Anh Duy thưa quý vị các bạn có model là BA2250 một chiêm ly mới nhất và có mức công suất cũng cực kỳ khủng lên tới 300 w trên một kênh à, đầu tiên là chúng ta có một cuốn cataro uh, à, chúng ta có một uh, sợi dây nguồn không thể thiếu được hai tay micro và uh, quý vị bạn uh, lưu ý rằng uh, hai tay micro này uh, tương ứng với những bộ mic uh, không dây trên thị trường cỡ khoảng uh, 6 đến 8 triệu đồng. Đó. Nhưng tại sao mà khi đồng bộ vào nó lại lại có mức giá của âm ly tổng thể nó hợp lý như vậy thì cái đó là bí quyết của mỗi hãng. Bao giờ mà nó đồng bộ với nhau thì nó cũng tiết kiệm được chi phí cũng như là phát huy được tất cả các cái tính năng cũng như là là chất lượng của những cái sản phẩm đó bởi vì cùng một hãng đồng bộ lại thì nó sẽ cho một chất lượng âm thanh tuyệt vời những chiếc âm ly đời mới hiện đại thì không thể thiếu những chiếc điều khiển đó, rất là tiện lợi chúng ta đang ngồi uh, hát có thể bấm được luôn không phải mất thời gian chạy đi chạy lại như là những chiếc âm ly uh, cao kê đời cổ điển hình như là Jaguar chẳng hạn và cuối cùng thì chúng ta có hai cái anten để à, à, kết nối với lại âm ampli à, bắt sóng cho à, micro và hãng cũng không quên trang bị sẵn cho chúng ta bốn viên pin và hai à, viên pin cho điều khiển và hai bên bốn viên pin cho mic Vâng. À, là một sản phẩm bảo hành chính hãng cho nên là có thẻ bảo hành uh, của Boston Acoustic tại Việt Nam và đại diện là công ty Anh Duy, Cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm chơi và sử dụng Cả có công ty bảo hành cho chúng ta chơi rồi. Wow, cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta một chiêm ly rất là to lớn và nặng thưa quý vị các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau uh, bỏ cái lớp ni lông ra và Uh, chiêm ngưỡng và trải nghiệm chuyên ly này nha thưa quý vị các bạn. Boston Acoustic BA2250 là sản phẩm mới nhất uh, của hãng Boston uh, đến từ đất nước Mỹ và dòng âm ly này là âm ly karaoke kỹ thuật số tích hợp vang số và mạch đác chất lượng cao. BA2250 sở hữu âm thanh trung thực mạnh mẽ với nhiều kết nối đa phương tiện uh, thời thượng cùng nhiều tính năng tiện dụng thú vị kiểu mẫu toàn năng cho hệ thống karaoke, nghe nhạc và xem phim trong gia đình hiện đại ngày nay. Âm ly uh, Boston BA2250 tích hợp micro không dây và vang số dùng bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số 3D SP thông minh với khả năng lọc âm và chống rú rít cực tốt cho bạn ở uh, thoải mái ca hát, nghe nhạc và xem phim với chất lượng hoàn hảo. Chiếc ly này được trang bị linh kiện cao cấp đến từ hãng âm thanh Boston Acoustics cùng với mức công suất 300W trên một kênh ở mức trở kháng 8 ohm à, dễ dàng làm chủ nhiều hệ thống loa cao kê cao cấp hiện nay đảm bảo độ bền khi phối ghép tối ưu hầu hết tất cả các dòng loa hiện có trên thị trường cho âm thanh trình diễn luôn mạnh mẽ và dồi dào năng lượng đặc biệt chiêm ly này được tích hợp mạch đác 24 bit 192 kHz ở à, thời thượng giải mã tín hiệu âm thanh hai red cho nguồn nhạc đầu ra nhiều chi tiết hơn mặt trước của âm ly Boston BA 2250 là à, có một màn hình led độ lớn 4,3 inch và sử dụng cái màn hình cảm ứng rất là nhạy, mang đến sự mượt mà trong từng thao tác, giao diện hiển thị trực quan dễ nhìn và thân thiện với người dùng để chúng ta có thể dễ dàng tùy chỉnh âm thanh và tùy chọn kết nối các thiết bị đầu vào ở mặt trước cũng đồng thời có 3 nút điều chỉnh cơ học để chúng ta có thể dễ dàng linh hoạt điều chỉnh trực tiếp ngay trên âm ly để tăng giảm âm lượng của nhạc tăng giảm âm lượng của micro và tăng giảm âm lượng của aux rất là tiện lợi. Ngoài ra thì cũng có thể kết hợp được với điều khiển sử dụng điều khiển từ xa rất là tiện. Ở phía sau thì trang bị nhiều cổng kết nối trong đó có 3 đường HDMI in và một đường HDMI ARC để kết hợp trực tiếp với Smart TV cho ra chất lượng âm thanh tốt nhất. Trong đó thì có hai đường cắm micro và có cả volume để chỉnh mức gain cho micro kèm thêm là có hai đường vào tín hiệu RCA và một đường vào cáp quang để cho nhận tín hiệu số vào và qua chiếc đi này giải mã cho chất lượng âm thanh được hay hơn ngoài ra thì cũng có thêm cái đường ra để chúng ta có thể thu lại ghi lại những cái bản nhạc mà chúng ta hát đồng thời là có đường ra để dành cho center và loa subwoofer hoặc là chúng ta cũng có thể kết nối chiêm ly này với lại một chiếc power rời bên ngoài để chúng ta có thể uh, uh, sử dụng bốn loa hoặc là sử dụng những cặp loa công suất cực kỳ lớn và cọc loa của chiêm ly này thì sử dụng loại cọc cao cấp bắp chuối kết hợp được với tất cả những dòng loa hiện đại nhất bây giờ đều sử dụng cái tiêu chuẩn cọc bắp chuối Ngoài ra thì âm ly cũng được tích hợp sẵn một cổng USB để kết nối với lại uh, nguồn nhạc số rời bên ngoài uh, chơi nhạc chất lượng cao uh, và chúng ta muốn hiệu chỉnh cái âm thanh của micro hoặc là nhạc uh, sâu hơn thì có thể kết nối trực tiếp với máy tính điều chỉnh qua hệ thống vang số của âm ly Boston ba 2250 rất là hiệu quả uh, Trên đây là review sản phẩm âm ly Boston BA2250, một chiếc ly cao kê thế hệ mới của hãng Boston, chất lượng âm thanh cực kỳ là xuất sắc với mức giá thành là 12 triệu 500 nghìn đồng. Em dám tin chắc đây là cái sản phẩm chủ lực và rất là hay của Boston, có thể phối ghép được với nhiều dòng loa, chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời, hàng nhập khẩu chính hãng bảo hành 1 năm. À, quý vị bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio theo số điện thoại 0978 263, 263 263. Xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều.